chị đến với Tâm Fashion nhá. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các chị cách cắt một cái áo dài. Một cái áo dài này thì nó nhiều khi mấy chị cứ hỏi em là tại sao em cắt áo dài nó bị nghiêng, bị đá, thì các chị cắt cho em như sau. Cách em hướng dẫn để các chị cắt nhá. Các chị nhìn một cái rập khi các chị cắt thì nó như thế này, đúng không ạ? Nó dài này, nó dài tới 1m37 hay 27 gì đó tùy theo chiều dài của các chị, đúng không? Vậy thì các chị sẽ khống cho em rằng là khi cái ngực này, đúng không, nó sẽ bằng 1/4 ngực cộng với đường may, đúng không? Vậy thì khi mà các chị xòe nó xuống đây, cái mông của nó là 1/4 mông cộng 1, đúng không? Vậy thì cái độ xòe xuống dưới tà này có thể là cắt thẳng hoặc có thể là cắt xòe ra thêm 3 hoặc 5 phân hay 7 phân, đúng không? Đá tà xòe ra thì các chị cứ lấy cái vòng, lấy cả cái rập này, lấy cái độ nai này này, 1/4 của cái nai áo dài là bao nhiêu? Mình cộng với cái đường xòe rồi. Thì khi đã cắt thành phẩm cái rập như thế này rồi thì các chị cứ đo cái phần này, đúng không ạ? Đấy, nó được 25 xăng. Thì các chị cộng thêm cho nó 1 xăng đường may nữa là ok, các chị thấy không ạ? Và nhớ là trừ cái đường biên ra rồi đấy nhá. Các chị phải bỏ cái đường biên vứt đi, sau đó các chị trừ 1 phân đường may của cái đường, của cái áo này là ok, các chị nhớ không ạ? Còn trường hợp mà các chị không có cái rập này mà các chị cắt trực tiếp lên trên áo thì cũng ok luôn. Miễn làm sao các chị phải tính được nào, lấy luôn cái vòng mông của nó chia làm tư ra, sau đó là tính cái độ xòe của cái áo dài này là bao nhiêu đã. Nếu mà các chị cả tính cái độ xòe này cộng thêm 3 hay cộng thêm 5 vào thì các chị sẽ tính được cái phần mà khi nó bị noe. Và khi bị noe ra rồi các chị cộng thêm 1 phân đường may ở đây, sau đó là các chị chia cái độ dài của nó rồi, đúng không? Thì ví dụ như cộng thêm đường may là bao nhiêu thì các chị sẽ khống được bao nhiêu, đúng không? Và khi các chị đo đây, cắt trên cái này là 25 chẳng hạn, các chị sẽ cộng thêm 1 phân đường may tức là 26 xăng, đúng không? Đấy, thì tương tự như vậy. Vậy thì đối với cái áo dài thì các chị cắt cho em như sau nhé. Đấy, khi có cái rập rồi thì các chị đo cho em được là độ xòe của cái nai, nếu là 25 cộng 1 là 26, 26 cộng 1 là 27, nếu nghe ra mà thành 29 thì cộng 1 là 30, các chị nhớ không ạ? Vậy thì cách cắt của nó như sau. Ví dụ cái áo dài này của em là cắt xòe của áo học sinh thôi, nó nhỏ nên cắt xòe ra thành có 25 xăng. Vậy thì 25 xăng thì các chị sẽ tính cùng em này. Ví dụ 25 cộng 1 là 26. Từ cái đường biên này, đây là một cái áo dài nhá. Từ cái đường biên này tính vào đây là 26 xăng hay 28 xăng đi, cho hẳn 28 xăng. Đấy, đây là cái khớp này, đúng không? Đấy. Lấy một cục phấn này, các chị tính từ cái đường này vào đây là 28 xăng đi, cho hẳn 28 xăng cho thoải mái. Đúng không? Đấy. Và tương tự như vậy các chị cũng phải đếm từ cái đường nẹp này. Đấy. Vào đây cũng 28 xăng. Đấy. Đánh cả đều một cái miếng vải đi, sau đó các chị sẽ gấp cho em. Đây nhá. Đấy, sau đó là các chị nhìn này. Gấp cái mặt phải này vào trong. Đó. Cái bàn này nó hơi ngắn nhưng mà đây là em quay ngang cái bàn mà em hướng dẫn cho các chị cách cắt thôi, còn nếu mà khi trực tiếp cắt áo dài em phải quay thẳng cái bàn này ra, nó theo chiều dài nó rất là dài các chị ạ, thì nó sẽ cắt đủ một cái áo dài thoải mái luôn. Đấy. Và đây em hướng dẫn theo cách để cho các chị chỉ cần biết cách cắt để cho nó chuẩn, nó không bị đá nhá. Đấy, vậy thì từ đây vào đến đây 28, thì từ đây vào đến đây 28 và cả một cái khổ vải này, đây cái đường biên này này, đúng không? Nó đi đều 28 xăng. Thì các chị thấy rằng là khi nó đi đều 28 xăng thì chắc chắn nha các chị nhá. Chắc chắn là nó sẽ không bị đá tả, bởi vì sao? Đầu này 28, đầu kia 28 và đường biên vải người ta dệt như thế này thì chắc chắn là nó đi thẳng rồi, đúng không ạ? Đó. Và các chị gấp đều như thế này, đúng không? Và khi các chị gấp đều rồi á, đấy, cái đầu này này, thấy không? Đấy, các chị dài mà các chị không nắn được thì các chị phải lấy một cái gì đó, cái kim chẳng hạn, các chị ghim cái đầu này lại, ghim chắc lại, đúng không? Sau đó các chị gấp cái đầu kia cho nó thẳng theo. Đấy, và khi nó được thẳng tắt rồi, các chị nhớ nhá, cách cắt này như thế. Khi nó được thẳng tuột như thế này, đấy, nó được thẳng này, cái đầu bên này nhìn không ạ? Đấy, vuốt cho nó thẳng như thế này. Đây nhá, các chị nhìn này, đấy, ghim nó thẳng như thế này. Và khi các chị về cặp đặt dập lên cắt, hay là các chị có cắt thẳng bằng phấn ấy, vẽ phấn luôn ấy thì nó cũng vẫn đẹp. Đấy, và các chị đặt như thế này này, thấy không ạ? Đấy, và các chị đặt như thế này này. Đấy. Và các chị vẽ phấn hết cái đường này. Đấy, và tới đây này chính là cái đường xẻ tà này, đúng không ạ? Tới đây là cái đường xẻ tà thì các chị chừa cái phần này ra 3 cm đường may, 3 cm đường may, đúng không? Còn từ cái đường chỗ này không xẻ tà, các chị bấm xuôi nó xuống. Và từ đây đổ xuống thì các chị chỉ cắt cho em 1/2 hoặc 1/1 cái đường may quận của cái tà áo dài thôi, tùy theo cái áo tà áo dài các chị thích quận bao nhiêu nhá.
Nếu các chị muốn quận cái đường áo dài to hơn thì các chị có thể cộng ra 1,5 phân. Còn nếu mà các chị không muốn cộng may cái tà to mà muốn may cái tà nhỏ thì các chị chỉ nên cộng 1 cm thôi, đúng không ạ? Vậy thì khi mình cắt như thế ấy, và mình chừa cái phần này đấy, sau đó mình cắt thẳng lên đấy, các chị thấy không, chận hết này, dùng cái gì mà nó có thể như em hay dùng cái đóng nút này này đó, em sẽ chận lên đây và nó sẽ không quay được, và mình lấy cái thước mình đánh và mình cắt theo cái đường này thì đảm bảo với các chị là khi cắt áo dài như thế này thì tuyệt đối nó sẽ không bị, nó không bị đá nẹp một tí nào, không bị đá tà luôn. Và khi cái đầu của cái đầu của cái vải này này các chị không giữ được nó thì dùng cái kim cúc ấy, lấy cái kim cúc, hoặc là không có kim cúc thì lấy luôn cái kim khâu sâu chỉ vào khâu cái đầu này lại cho nó thẳng tắp đi, sau đó là đứng đầu kia nắn cho nó thật chuẩn, 28 thẳng 28 đúng không ạ, 30 thẳng 30 thì khi đặt kéo dài nó thẳng tắp luôn, nó sẽ không bị đá tà nha các chị nhá. Còn nếu mà các chị mà đặt vẹo vọ lung tung chắc chắn là nó sẽ bị đá tà, không nói mạnh được nhá. Và tất cả những cái vải liên quan đến lụa von nó cực kỳ khó cắt. Vậy thì làm sao mà nó dễ cắt thì các chị cứ nghe lời em, gấp thẳng một cái đường, nhớ nhá, đây gấp gấp thì thẳng 30 phân rồi đúng không ạ? Vậy thì cái đầu này đấy các chị đặt như thế này đúng không, khi các chị gấp cái đầu này gấp vào đây đúng không, và đây đây ví dụ là cái đầu của bàn thì các chị dùng kim cúc ghim vào đây, ghim vào chỗ này, ghim vào đây, ghim vào đây. Nếu không có kim cúc dùng hẳn kim khâu, khâu cái đầu này vào cái đầu của cái bàn đó, sau đó là bắt đầu các chị đây, còn như em cứ chận hết mọi thứ ra là cái đầu này, sau đó em đứng đầu bên kia em sẽ nắn, em sẽ nắn cho nó thẳng tắp như thế này đấy, và khi em đặt lập nên cắt một phát là nó chuẩn luôn, và may xong thì họ mặc được luôn, chứ không nhất thiết là các chị phải làm cái gì vắt ngang vắt dọc, dù nó có rẹo rọ các chị biết cách cắt nó vẫn đẹp nhá. Còn nếu mà các chị cắt lung tung ấy, cắt xong nó xấu thì các chị sẽ không hài lòng, thì đấy là do mình thôi, và mình nên học cắt cho nó chuẩn thì mình cứ cắt như em ấy là đảm bảo với các chị là sẽ thành công nhá. Rồi em chào tất cả các chị thân yêu nhá.